bảo đó thiên sứ thứ nhất, nhưng mà không, tôi không nhận ra thiên sứ đó. Ta sẽ, ngươi có nhận ra thiên sứ thứ hai không? Thiên sứ thứ hai là ai? Là một người bệnh. Ngươi đã từng thấy một người nào bệnh chưa? Ngươi từng thấy một cái người nào người ta bị bệnh tật chưa? Người ta đau ốm, người ta bị cùi, bị ghẻ, bị sida, bị ung thư chưa? Những cái người đấy rất là nhiều. Thì bây giờ mình là một người có trí tuệ, mình phải biết rồi mình cũng sẽ phải bị già bệnh như vậy. Thì bây giờ mình còn khỏe thì mình phải làm cái gì? Mình phải làm gì trước khi cái già nó đến, trước khi cái bệnh nó đến? Và tôi cũng không nhận ra, thì ông Diêm Vương bảo tôi có cho thiên sứ thứ ba nữa. Đó là một người chết, mình có thấy người chết không? Tôi có thấy người chết, và đấy là thiên sứ mà ta gửi lên. Những người có trí tuệ phải biết là rồi một ngày nó ta cũng sẽ phải chết. Thì đấy là thiên sứ. Thì lúc đấy mình phải kinh cảm, mình phải thấy cái chết nó đang ngay trước mắt mình. Mình phải làm cái gì đó trước khi cái chết nó đến. Chứ đừng có phóng dật, đừng có lang thang nữa, mà phải làm những việc đáng đời. Và thiên sứ đấy mình cũng không nhận ra. Thì có thấy một đứa trẻ sinh ra đời không? Đứa trẻ mới chào đời cũng là một thiên sứ đấy. Một thiên sứ của Diêm Vương muốn chỉ rằng là con người chết đi rồi lại tiếp tục sinh, chết rồi lại sinh. Đấy là cái vòng luân hồi là sinh tử bất tận như vậy. Nếu mà không nhận ra nữa thì có một cái thiên sứ cuối cùng, thiên sứ thứ năm, là có bao giờ thấy một cái người nào bị bắt đi xử bắn, bị bắt đi chém đầu không? Đấy cũng là một thiên sứ. Một thiên sứ của Diêm Vương nói rằng là ở trên thế gian này cũng có cái quy luật của thế gian, tạo tội cũng phải bị trừng phạt. Huống chi là ở dưới Diêm Vương cái trừng phạt nó còn gấp trăm ngàn lần. Vì cái người nào mà không nhận ra năm cái thiên sứ này thì cái người đó xứng đáng ở trong địa ngục. Có ai nhận ra năm thiên sứ này không? Nếu mà mình nhận ra được năm thiên sứ đấy thì mình sẽ tránh xa được địa ngục. Vô minh, đó là vô minh, cho nên mình không, thiên sứ nham nhảm trước mặt mình không thấy. Ngày nào mình cũng gặp thiên sứ báo cho mình biết. Cho nên là phải chạy nhanh trước khi mà những cái đến lúc rồi mình không kịp nữa. Còn nếu mà mình còn bị vô minh thì nó lại tiếp tục dẫn dắt mình đến những cái hành khác, những cái hành động. Còn vô minh thì còn dẫn dắt bởi những hành động. Những hành động thiện có bắt nguồn từ vô minh không? Thì khi mình làm việc thiện ấy, thì bây giờ mình thấy một cái người nghèo khổ, mình đi bố thí, mình giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, làm thiện nghiệp. Những hành động thiện như bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, nghe pháp, hành thiền, tùy ý chiếc phước, nó là những hành động thiện. Đấy. Sinh nên từ vô minh trong những trường hợp tham ái chấp thủ vào những hành động đó. Bây giờ mình mà có cái gì hay đó, mình làm được cái việc phước thiện gì đó, mình đi khoe qua mọi người, tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia. Thì cái lúc mình khoe khoang ấy, nó có là tâm gì? Nó là tâm vô minh. Lúc nào mình tự hào lên một cái, nó là tâm vô minh. Lúc nào mình ưa thích, mình khởi lên cái tâm mình ưa thích cái hành động đó, mình tham ái dính mắc vào những hành động đó, mình thấy có cái tự hào, có cái ngã mạn này, hoặc là mình cầu mong cái phước báo ở trong tương lai, mình ưa thích những cái phước nạp ở tương lai, thì lúc đấy nó là vô minh, nó sẽ lên vô minh duyên hành. Cái vô minh đấy thường thường nó có thể đi trước, có thể nó đi sau trong cái hành động này. Có khi nó đi trước, đôi khi là mình có cái tư tưởng đấy rồi, sau đó mình mới khởi lên, mình mới đi làm việc. Mình mới đi làm việc này. Và bây giờ ta sẽ đi làm từ thiện. Đi làm từ thiện rồi làm, ta sẽ được nổi tiếng. Mọi người sẽ biết mình từ thiện đây. Thế là mọi người sẽ yêu quý mình, mọi người, mình sẽ có uy tín, đi đến đâu cũng sẽ được mọi người kính nể. Lúc đấy là bắt đầu vô minh rồi. Vô minh đấy nó dẫn dắt đi làm. Đấy là vô minh chuyên cho hành. Nhưng cũng có người thì mình không ham cái danh vọng ở cái đời này, nhưng mà mình ham cái danh vọng ở đời sau. Mà thôi, bây giờ mình làm để đời sau mình được hưởng phước, sống lâu sắc đẹp, an vui, sức khỏe. Mình hưởng phước này, phước kia. Thì lúc đấy nó cũng là vô minh. Nó sinh lên trước, sau đó mình mới hành động sau. Thì nó cũng là vô minh duyên hành.
hoặc là có người không hiểu vô minh, là không hiểu được cái ta hay là tất cả những cái phúc lạc đấy cũng chỉ là giả tạo. Cho nên nếu mà một cái người người ta biết rằng là chẳng có cái gì là cao hay quý à, cái danh vọng ở thế gian này, ở cái đời này cũng chẳng có cái nghĩa lý gì hết, chẳng có ý nghĩa gì, hay là tất cả những cái phước lạc ở đời sau cũng chẳng có ý nghĩa gì, thì cái lúc đấy người ta có hành động được không? Nhưng mà người ta mà có cái ý nghĩa mà người ta nhàm chán, người ta chẳng muốn cái gì cả, thì cái lúc đấy người ta còn muốn đi làm việc thiện không? Thế thì mình bảo chẳng lẽ không hết vô minh thì cũng hết luôn cả thiện à? Hết vô minh một cái là không còn muốn đi làm việc thiện nữa, thì nó có hợp lý không? Hết vô minh thì việc thiện nó sẽ mạnh lên hay việc thiện nó sẽ yếu đi? Hết vô minh thì nó sẽ thể nhập với thiện mà. Nếu mà lúc ấy mình có trí tuệ thì nó thể nhập với cái tâm thiện, mà cái lúc đấy là thiện tâm hợp trí tuệ. Ví dụ như là mình có đi làm những cái việc đấy nhưng mà mình không tham ai, không dính mắc vào những cái việc đấy, thì nó là thiện tâm hợp trí tuệ. Nguyện làm những cái thiện nghiệp đó để chứng đắc niết bàn thì nó là thiện tâm hợp với trí tuệ. Còn nếu mà mình cứ cái tâm mình nó thuần chỉ mong cầu mỗi cái phước nạc hay là cái danh lợi, cái danh vọng không ấy, thì nó chỉ có thuần có vô minh, thuần có vô minh duyên hành. Hoặc là đôi khi trong cái vô minh ấy nó có một chút trí tuệ ở trong đấy thôi, thì là cái vô minh đấy nó sẽ yếu đi và cái trí tuệ nó sẽ sáng lên. Dần dần cái việc thiện nó sẽ hỗ trợ cho trí tuệ của mình nó mạnh này. Một người làm việc thiện giúp đỡ mọi người mà không mong cầu báo đáp gì thì có phải vô minh duyên hành không? Nhưng bây giờ bảo một người thì làm việc thiện thì cứ mong cầu người khác phải báo đáp, phải mang ơn, phải để mình được cái tiếng tăm nọ kia. Nhưng một người người ta làm một cách rất là âm thầm, không cần gì hết, không cần phải mang ơn, không cần làm mà không cần báo đáp gì cả, thì cái người này là cái hành động thiện đấy là vô minh hay là trí tuệ? Hành động đấy là vô minh hay trí tuệ? Cái hành động đấy nếu còn là phàm nhân thì vẫn có vô minh, cho rằng ta giúp đỡ người này vì đó là người thân của ta. Ví dụ bây giờ mình giúp đỡ những người thân đi, những người thân của mình có cần người đó phải báo đáp mình không? Giờ đến khi về già rồi mình để hết cái của cải lại cho con cháu, mình có muốn nó báo đáp nữa không? Không cần. Nhưng nếu bây giờ mình nghĩ rằng đó là người thân của ta thì mình yên tâm, mình có bao nhiêu tài sản mình trao truyền cho con cái không có lo lắng gì hết, không cần phải báo đáp gì hết. Đó là những chúng sinh đáng thương. Hoặc là bây giờ mình cho con chim con cá nó ăn, mình có bắt nó báo đáp mình không? Không cần phải báo đáp, mình có cần ai phải khen mình không? Không cần hết. Nhưng vì mình có cái, mình vẫn có cái thương, cái tham ái ở trong đấy. Thế mà vô minh cả là cái tâm lý chỗ là người có người thân, có ta, có những chúng sinh, là mình có cái tình cảm, có cái tình thương, có cái chấp thủ ở trong những cái chúng sinh đấy, trong những cái người thân đấy, thì nó vẫn có cái vô minh ở trong đấy, vô minh. Hoặc là có những cái người không phải người thân nhưng mình vẫn giúp đỡ và mình vẫn có cái tình thương, có dính mắc ở trong đấy, thì nó, và đây là cái đồng bào của mình, đây là dân tộc mình, đây là nhân loại của mình, thì nó vẫn có cái ta ở trong cái chúng sinh đấy, có cái ta ở cái người đấy, trong người nó vẫn có cái ta, có cái mình, vẫn có cái ta, thì cái đấy nó vẫn có vô minh. Hành động giúp đỡ họ vì là người thân hoặc chúng sinh, còn tham ái với bất cứ điều gì thì tất cả những hành động đấy vẫn là vô minh duyên hành. Tất cả những hành động nó vẫn là vô minh. Thì khi mà mình có những cái hành động đấy thì nó vẫn để lại nghiệp, vì nó còn vô minh thì nó vẫn để lại nghiệp. Thì cái hành động đấy là thiện mà, thì đương nhiên nó để lại nghiệp thiện. Để lại nghiệp thiện thì nó sẽ đưa mình đi tái sinh về những cái cõi an vui để mình hưởng phước. Một người biết rõ rằng làm khổ những chúng sinh khác là có tội và phải chịu quả báo nhưng vẫn làm thì có phải vô minh không?
mình rõ biết, mình biết rằng à mình bây giờ mình mà làm cái việc này thì người kia, mình mà làm khổ người khác là mình sẽ có tội. Nhưng bây giờ mình nghe pháp mình biết rằng sát sinh là có tội, nhưng mà về nhà đôi khi mình vẫn sát sinh. Mình biết rằng bây giờ làm những cái việc này việc kia là có tội, nhưng tại sao mình vẫn làm? Mặc dù mình biết nhưng mà tại sao mình lại vẫn làm? Nhưng bây giờ bảo là bây giờ giữ giới, bắt con trai một ngày giữ 8 giới đấy, không ăn phi thời, không trang điểm búa hát đấy. Nhưng mà tại sao mình thấy nó khó giữ, không muốn giữ, tại sao không chịu giữ? Mặc dù mình biết mà tại sao không làm? Thì cái đấy có phải là vô minh duyên hành không? Khi mà mình đã biết rồi thì nó có phải là vô minh không? Mình đã biết rồi mà, mình biết đúng sự thật thì đâu còn là vô minh nữa. Khi mình biết đúng sự thật thì nó không còn là vô minh nữa. Nhưng mà tại sao mình vẫn làm cái việc là việc bất thiện? Làm việc bất thiện nó có để lại quả báo không? Trí tuệ mà sao lại để lại quả báo? Người có hiểu biết làm việc bất thiện là có tội thì là người có trí mà. Cái lúc nó có trí thì nó không có vô minh. Trí nó khởi lên thì là gì nó phải mất. Đấy, nhưng cái trí đó yếu quá. Tức là mình có trí nhưng cái trí nó yếu, nó chưa đủ phá được vô minh. Tức là cái vô minh nó mạnh hơn, cho nên là mình bị vô minh nó vật ngược lại, nó nấn áp lại, nó quật đổ. Nó quật đổ trí tuệ. Nên là bây giờ giữa lý trí đấy, giữa lý trí với tình cảm thì cái gì nó mạnh hơn? Có người thì cái lý trí nó mạnh hơn, nhưng mà có người thì lại bị tình cảm nó mạnh hơn. Thì cái gì nó quật đổ cái gì? Thì cái vô minh với cái trí của mình là cái gì nó mạnh? Cái vô minh nó mạnh thì nó sẽ quật đổ trí tuệ. Trí tuệ mà mạnh thì mới diệt được vô minh. Trong cái lúc mình cứ bị giằng co giữa hai việc nên làm hay không nên làm, nên làm hay không nên làm, bây giờ nó giằng co tới việc nên đi tu hay là không nên đi tu, nó giằng co. Đã khi nào mình bị giằng co hai tư tưởng đấy chưa? Nên đi xuất gia hay nên đi lấy vợ lấy chồng, nó có lúc nào nó cứ thắc mắc lại ở trong lòng không? Thắc mắc hay gì? Thì cái lúc này là sẽ có hai cái này nó sẽ đối chọi với nhau, nó giống như kéo co, bên nào mạnh thì bên đấy sẽ thắng. Thì lúc này nếu mà vô minh của mình nó mạnh thì mình sẽ khởi lên cái tư tưởng bênh vực cho biện minh cho cái hành động, và thì tu chẳng biết nó khó vậy, chẳng biết mình có tu được không, phải nhớ là tu nửa đời mình lại chịu, mình lại hoàn tục thì sao, thì nó sinh ra đủ mọi thứ lý do. Mà bây giờ đi hành thiền như vậy, chẳng biết mình có hành thiền được không, hay là nửa chừng mình sẽ chán, mình bỏ cuộc mất. Thì đấy là vô minh của mình nó mạnh hơn. Bắt đầu nó sẽ lôi mình đi theo những cái hành động của vô minh. Của vô minh nó mạnh hơn. Bây giờ có một đứa bé, xong là có một người mẹ với lại một con quỷ ấy, nó tranh nhau ấy. Xong là một cái người có trí đến bảo vạch ra một cái, kẻ ra một cái vạch ra đây, cho đứa bé nằm lên giữa hai cái vạch đấy và kéo, cho một cái ngã quỷ với lại người mẹ kia kéo, xem ai kéo được thì là con của người đấy. Thì lúc đấy ai thắng? Bà mẹ sẽ kéo được đứa con về mình, hay là con quỷ nó sẽ kéo được đứa trẻ đấy về cho nó? Thì lúc này là ai sẽ cố gắng kéo đây? Kéo một lúc thì đứa trẻ nó khóc, nó khóc, nó đau mà nó khóc. Nhưng mà lúc ấy nó đau thì con ngã quỷ kia nó có thả ra không? Nó không thả ra. Nhưng mà bà mẹ thì có thả không? Mẹ sẽ thả ra. Thì bây giờ vô minh với lại trí tuệ nó sẽ kéo như thế. Nó kéo mình, một là nó sẽ kéo mình đi về cái đường thế gian, hai nó đã kéo mình đi đến niết bàn, là trí tuệ kéo mình đi đến niết bàn. Thì bây giờ ai sẽ buông ra? Trí tuệ nó buông mình ra để cho vô minh nôi mình đi, hay là vô minh sẽ buông ra để cho trí tuệ nôi mình đi? Vô minh sẽ không bao giờ buông tha cho mình ha. Vô minh sẽ không bao giờ buông tha, nó sẽ nắm chặt nó nôi mình.
vô minh như là ngã quỷ, như ác quỷ sẽ lôi mình đi. Ai là người thoát khỏi cái ác quỷ? Chưa, không ai dám thoát khỏi ác quỷ à? Quỷ mạnh quá. Những người đang cố gắng tạo các thiện nghiệp như bố thí, giữ giới, nghe pháp, hành thiền với ước muốn chứng ngộ niết bàn thì những hành đó có duyên với vô minh không? Bây giờ mình làm cái gì mình nguyện chứng đắc niết bàn, bố thí mình nguyện cái phước thiện này sẽ là nhân chứng đắc niết bàn trong ngày vị lai. Khi mình giữ giới, mình hành thiền, mình làm cái gì mình nguyện chứng đắc niết bàn hết thì những cái hành động mà mình làm hôm đấy có đi kèm với vô minh không? Không có vô minh, tức là chỉ có tuần trí tuệ phải không? Vậy những cái hành động này có để được nghiệp không? Ví dụ mình bố thí nó có nghiệp thiện không? Mình giữ giới hành thiền nó có để lại nghiệp không? Cái nghiệp thiện này mình có bị dính mắc vào cái nghiệp thiện đấy không? Với ước muốn chứng ngộ niết bàn, tất cả những cái hành động mà mình đều nguyện chứng đắc niết bàn, mình phải khám phá xem mà nó có vô minh nó tiềm ẩn trong đấy không chứ. Mình đã biết niết bàn là gì chưa? Đã thấy niết bàn là gì chưa? Mình chỉ biết là niết bàn là cái gì đó là an lạc, đáng hạnh phúc lắm. Nhưng mà mình chưa biết, chưa hề biết niết bàn là sao cả. Nhưng mình bây giờ mình chỉ nghe nói đến là ở một cái cõi nào, ở một cái vùng miền nào đấy nó sung sướng lắm. Ví dụ như nghe nói là có thế giới cực lạc ấy, mình đã thấy nó chưa? Mình chỉ mong về đấy phải không? Thì niết bàn cũng thế, mình đã thấy chưa? Chưa thấy, mình chưa thấy và mình mong chứng đắc niết bàn thì lúc đấy có trí tuệ chưa? Phát nguyện chứng niết bàn khi làm thiện nghiệp thì đó là tâm thiện hợp với trí tuệ, tức là mình có cái trí tuệ. Thiện nghiệp đó chưa đủ để dứt được vô minh. Cái lúc mà mình làm việc thiện đấy, mình mong chứng đắc thì tất cả những cái thiện nghiệp đấy nó là thiện tâm hợp trí tuệ, nhưng trí tuệ đó vẫn còn yếu, nó vẫn chưa đủ sức để mà nó thoát khỏi vô minh, nó chưa đủ sức. Nó sẽ trợ duyên cho chúng ta chứng ngộ niết bàn ở tương lai mà thôi. Bây giờ cái quân giặc nó rất là mạnh, quân giặc nó rất là mạnh, mình chưa thể chống lại được, nhưng mà mình cần phải tập hợp, mình cần phải gom góp ấy. Cần phải gom góp để khi nào mình có đủ sức mạnh thì mình diệt trừ được nó. Thì cái giặc vô minh nó cũng rất là mạnh, nên là ngay một lúc mình không có diệt được nó. Thế mà bây giờ mình cần phải tích lũy rất là nhiều cái tư lương, vũ khí để khi nào đủ mạnh rồi thì mình mới chống được nó. Một người làm việc thiện cũng chẳng tam bảo phát nguyện cầu mong cho con đời nào sinh ra cũng làm người đi xuất gia và chứng đắc niết bàn. Thì bây giờ mình chưa có thể diệt được vô minh ngay, nhưng mà mình phải có cái nguyện như vậy, nguyện cầu mong cho con đời nào sinh ra đi xuất gia và chứng đắc niết bàn. Ví dụ một cái người mà có cái nguyện này, cầu mong cho con xuất gia và chứng đắc niết bàn, thì cái người này có trí tuệ hay là có vô minh? Có trí tuệ mà có vô minh không? Nó có cả vô minh và trí tuệ ở trong đấy. Một cái nguyện đấy nó có cả vô minh, nó có cả trí tuệ. Vì trí tuệ nó còn yếu quá cho nên nó vẫn có vô minh. Thiện nghiệp cúng dường là hành, cầu mong trở lại làm người xuất gia là vô minh, cho là có người thật, vô minh duyên hành. Cầu mong chứng ngộ niết bàn đó là trí tuệ, vì trí tuệ còn yếu, chưa diệt được vô minh nên chưa chứng được niết bàn. Trí tuệ giờ nó còn yếu mà, cho nên là mình cần phải tích lũy dần dần. Vì vậy phải làm người tu tập thêm cho trí tuệ nó mạnh lên thì mới dứt được vô minh. Hành động thiện đó sẽ hỗ trợ cho cái ước nguyện chứng ngộ niết bàn. Nên là khi mà làm việc gì cũng phải có cái nguyện chứng ngộ niết bàn, nguyện chứng ngộ niết bàn để cho cái hành động đấy nó hỗ trợ cho cái việc chứng ngộ niết bàn của mình. Chỉ khi nào mình có trí tuệ nên thì lúc đấy mới chứng được niết bàn, diệt được vô minh thì mình chứng được niết bàn. Mà diệt được vô minh thì rất là khó, rất là lâu, cần phải một thời gian rất là dài mới có thể diệt trừ được.
Hành như thế nào thì không có duyên với vô minh? Bây giờ mình có cái hành động nào mà nó chỉ có thuận có trí tuệ không? Có cái hành động này, hành động nào mà không có vô minh mà chỉ thuận có trí tuệ? Cái chỉ khi nào mà cái những cái hành ấy, cái hành nó đi kèm với trí tuệ mạnh, tức là khi nào cái người đó phải có được một cái trí tuệ cực mạnh rồi thì những cái hành động đấy nó mới không còn hiện diện của vô minh như thực chi kiến. Ví dụ một người bố thí, và trong cái lúc mà vị đó bố thí, vị đó tuệ chi, người mà bố thí này là danh sắc, vị đó không thấy là có cái người đang bố thí mà chỉ thấy vị đó dùng cái tuệ quán, vị đó quán là danh bố thí, sắc bố thí. Cái người nhận cũng là danh và sắc, tức là cái người mà nhận vật thí kia cũng là danh và sắc, vì đó quán được người này càng đại những cái pháp chân đế, danh và sắc nó đang nhận. Cái vật thí cũng là danh và sắc, mình bố thí cái gì mình nghĩ nó là danh và sắc. Thế nó có ba, mình tuệ chi được ba cái đấy thì cái hành động đấy nó mới thuần trí tuệ. Còn nếu mà mình lúc nào mình chưa tuệ chi được như vậy thì những cái hành động đấy còn vô minh. Danh sắc thì luôn có tính vô thường của vô ngã, tuệ chi được như vậy thì mới không có tham ái chấp thủ vào cái hành đó, và cái hành đó nó sẽ không để lại nghiệp, nó không để lại cái nghiệp hữu. Nên bây giờ thường thường mình bố thí thì mình sẽ thấy là có ta đang bố thí, có người nhận thí và mình có cái vật thí. Và thì thứ ba cái đấy mình sẽ nhớ cái gì nhất, khi mà mình bây giờ mình thử nghĩ lại cái lúc mình bố thí xong ấy, mình sẽ nhớ đến cái hành động bố thí của mình, hay là nhớ đến cái người nhận thí, hay nhớ đến cái vật mà mình đã bố thí? Cái gì mà mình nhớ đến nhất? Nhớ đến cái gì nhất à? Hoặc là khi mà ai cho mình cái gì đó thì mình nhớ đến cái hành động nhận của mình nhất, hay là mình nhớ đến cái người cho nhất, hay nhớ đến cái vật mà mình nhận đấy nhất? Cái nào mà mình nhớ nhất? Thì mỗi người nó có một cái sự dính mắc khác nhau, mỗi người có một sự dính mắc khác nhau. Có thể là cái người bố thí đấy, người ta sẽ dính mắc vào cái hành động bố thí của mình. Người ta không cần biết cái người thí đấy, người nhận thí là ai cả, người ta bố thí xong người ta quên luôn, nhưng mà người ta sẽ nhớ cái hành động bố thí của mình. Có những cái người, người ta bố thí người ta không quan trọng cái hành động bố thí của người, nhưng mà người ta lại nhớ đến cái người nhận là ai. Ví dụ bây giờ mình mà bố thí cho một cái người, người ta rất nổi tiếng ấy, mình có nhớ người đó mãi không? Hoặc là có những người thì người ta không quan trọng đến mình, không quan trọng đến người nhận, người ta quan trọng đến cái vật thí. Mình đã bố thí cái vật này, là vật kia, vật này, vật kia. Nhưng bây giờ mình có cái gì đó thật giá trị, mình mang bố thí, mình có nhớ nó? Mình sẽ nhớ nó hoài. Thì mỗi người nó sẽ dính mắc vào những cái một cái hành động khác nhau. Khi mình làm những cái thiện nghiệp vậy, mình sẽ dính mắc, mình sẽ hoặc là dính mắc vào cái hành động của mình, hoặc mình dính mắc vào cái đối tượng thọ nhận, hoặc đối cái vật mà mình đã làm, cái việc mình đã làm đấy. Thì trong cái sự dính mắc đấy mà là nó có cái tham ái ở trong đấy, và nó để lại cái nghiệp ở trong đấy. Nó có tham ái thì nó có chấp thủ, mà có chấp thủ thì nó sẽ sinh ra cái nghiệp, và cái nghiệp đấy nó sẽ thôi thúc cho cái người đấy đi tái sinh. Cái nghiệp đấy là nhân để đi tái sinh ở trong đời sau. Cho nên là nghiệp thiện, mình có làm bao nhiêu nghiệp thiện đi trong nữa thì những cái nghiệp thiện đấy nó vẫn lôi cuốn mình đi tái sinh. Mình làm bao nhiêu việc ác thì những việc ác đấy nó là nghiệp lực, nó lôi mình đi tái sinh. Vì những nghiệp ác đấy cũng bắt nguồn từ vô minh. Vô minh thì sinh thì hành sinh mà. Thì những cái hành là hành nghiệp, mà có nghiệp thì nó phải thôi thúc đi tái sinh. Thì nghiệp thiện nó cũng bắt nguồn từ vô minh. Mình có tham ái dính mắc với cái hành động đấy, hoặc là với người mình cho, hoặc là với cái vật mình đã cho, thì đấy nó cũng là có vô minh nó ở trong đấy. Nó có vô minh thì nó có cái hành đấy nó để lại nghiệp, và cái nghiệp đấy nó lại lôi mình đi tái sinh. Cho nên là một cái người làm ác cũng đi tái sinh, luân hồi sinh tử. Một cái người làm việc thiện cũng đi tái sinh, luân hồi sinh tử. Thế bây giờ muốn hết luân hồi sinh tử thì phải làm sao đây? Phải làm sao? Không thiện không ác à? Không thiện không ác hay là làm sao? Tôi từ nay tôi không làm việc ác nữa, từ nay tôi không làm việc thiện nữa là tôi sẽ hết sinh tử, có hết không? Vậy thì mình phải thay đổi cái gì thì nó hết? Thay đổi cái gì thì nó hết sinh tử? Đó là mình phải thay đổi bằng cái cách mình
quán được ba cái này, quán 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 được những cái pháp chân đế này, pháp chân đế này. Ví dụ một cái người đấy, người ta không không thấy có ta, không thấy có người nữa, mà ta chỉ thấy có cái danh sắc. Tất cả mọi hành động chỉ là danh sắc nó đang hành động. Nếu bây giờ một cái người nào phân biệt được danh sắc lúc nào mình, danh sắc nó đang hoạt động. Ví dụ mình đi, danh sắc nó đang đi chứ không có cái tôi đang đi. Cái lúc mình đứng, mình danh sắc nó đang đứng chứ không có tôi đang đứng. Cái lúc mình ăn mà danh sắc nó ăn chứ tôi không ăn. Lúc mình ngủ mình danh sắc nó ngủ. Mình ngồi thiền là danh sắc nó ngồi thiền. Mình làm cái gì mình có danh sắc nó đang làm, nó không có cái tôi nào ở trong đấy. Vì người khác vậy, người khác người ta làm cái gì mình đừng nghĩ là cái ông kia ông đang làm việc kia, cái bà kia bà đang làm cái việc đấy. Nhưng mà cái danh sắc kia nó đang làm, cái danh sắc kia hôm nay nó đi ăn trộm, cái danh sắc kia nó sát sinh, cái danh sắc kia hôm nay nó đến nó mắng mình. Thì lúc đấy mình có tức với danh sắc không? Mà mình là danh sắc, nó là danh sắc, danh sắc, danh sắc nó muốn làm gì nó làm, muốn nói gì nó nói, nó muốn làm gì nó làm mà. Thì mình sẽ không có khởi lên cái tâm tức bực, không có dính mắc gì hết. Thì lúc nào mình cũng tuệ chi, nó là danh sắc thôi mà. Danh sắc nó làm cái này, danh sắc nó làm cái kia. Đấy, danh sắc này hôm nay nó vui, danh sắc nó buồn, nó cũng là danh sắc. Thì vì mình nếu như mà cái trí mà lúc nào nó cũng chỉ thấy được cái danh sắc như vậy thì nó mới có được cái tâm tự tại. Luôn có cái thấy được danh sắc thì nó luôn vô thường, sinh một cái nó diệt luôn. Tuệ chi được như vậy thì mới không có tham ái, không có chấp thủ, không có thế thì mình mới không có tham ái, không có tham ái, không còn cái sự phân biệt này. Có cái danh sắc này hôm nay làm được nhiều việc tốt, danh sắc này làm được nhiều việc xấu, danh sắc này là tốt, danh sắc kia là xấu, nó không còn cái sự phân biệt đấy nữa. Danh sắc là lúc nào tốt thì nó cũng sinh diệt vô thường khổ vô ngã, xấu nó cũng sinh diệt vô thường khổ vô ngã. Thế nó chỉ còn biết mỗi cái đấy thôi, biết cái gì nó cũng sinh diệt hết. Cho nên nó thản nhiên trước tất cả mọi hành động của mình và của người khác. Nếu mà cái người mà nó thấy được như vậy rồi thì nó mới có cái tâm thản nhiên. Thản nhiên nó thấy người nó thấy cái gì nó cũng thản nhiên, thấy cái tốt, thấy đẹp hay nó cũng thản nhiên, thấy xấu nó cũng thản nhiên, tốt nó cũng thản nhiên, không tốt nó cũng thản nhiên. Nó thản nhiên, nó tự tại, nó không còn cái tình trạng là yêu và ghét. Không còn yêu, ghét, khen, chê, được mất hơn thua, không còn quan trọng nữa. Bây giờ chẳng may đi về mất một túi tiền. Tiền là cái gì? Tiền là sắc. Tiền nó là mình phân biệt nó ra, tiền nó là sắc. Sắc nó sinh lên nó diệt đi, nên lúc nào mà nó chả vô thường. Mình có mất vàng, vàng là cái gì nhỉ? Để phân biệt vàng nó là sắc. Sắc sinh diệt nó vô thường. Hôm nay vẻ có người thân vừa mới qua đời. Quán à? Người thân nó cũng là năm uẩn, danh sắc, sắc thì nó luôn luôn sinh diệt, chứ có phải lúc bây giờ mới chết đâu, lúc nào cũng chả sinh ra và chết đi. Thì mình sẽ thấy nó thản nhiên, thấy người chết cũng thản nhiên, thấy mất cái gì cũng thản nhiên. Mà có người cho mình, hôm nay cho mình rất là nhiều thứ, tiền vàng vật chất, cho mình rất là nhiều, rồi thì cũng là danh sắc thôi mà. Có thì nó cũng là danh sắc, nó cũng sinh thì nó cũng diệt đi luôn. Có cũng như không có, được cũng như là không, mất cũng như không, đến đi nó tự tại như vậy. Đấy là khi nào mà thấy được mọi thứ là danh sắc thì nó tự tại như vậy. Nó tự tại như vậy thì tất cả những cái hành động nó không có tham ái bất cứ hành động gì nữa, không còn dính mắc vào những hành động gì nữa. Bố thí mà cũng như không bố thí, nhận thí mà cũng không như không nhận thí, thì nó tự tại như vậy. Cho nên nó không còn dính mắc, không tham ái thì nó không để lại nghiệp. Nó không tham ái thì nó không chấp thủ, nó không có cái ta, không có cái của ta nữa, thì nó không chấp thủ. Không chấp thủ thì mọi cái hành động đấy không để lại nghiệp. Nó không để lại nghiệp thiện, nó không để lại nghiệp bất thiện. Người đó làm cái gì nó không để lại nghiệp thiện, mà nó không để lại nghiệp bất thiện. Mà nó không có nghiệp thì không còn cái gì để, không còn cái nhân của tái sinh nữa, không còn cái gì để nó thôi thúc đi tái sinh nữa. Hết, chỉ cần hết tham ái, hết chấp thủ thì nghiệp cũng hết. Nghiệp hết thì tái sinh hết. Muốn tuệ chi được như thực chi kiến thì phải làm sao? Bây giờ mình mà mình có muốn có cái tâm tự tại như vậy không? Muốn có cái tâm tự tại như vậy không? Tất cả mọi thứ được mất hơn thua, khen chê yêu ghét đều vô nghĩa hết. Muốn có được trí tuệ như vậy
Đấy, thì phải thực hành thiền tuệ Vipassana. Cái này nó bắt buộc là cái người đấy phải phải phát triển được thiền tuệ Vipassana mới có được cái khả năng này. Từ phải phân biệt được danh sắc, giai đoạn phân biệt danh sắc trí trở nên, phải cố gắng hành cho đắc được thiền hơi thở đi, sau đó chuyển sang phân biệt tứ đại, trong là phân biệt sắc, trong phân biệt danh, phân biệt danh sắc ở bên trong bên ngoài rồi, thì lúc đấy mình lúc nào cái tâm mình cũng để cũng quán tất cả mọi hữu tình là danh sắc, và các vật vô tình cũng là danh sắc, thì mình sẽ trở nên tự tại bất động, không còn chấp trước cái gì nữa. Danh sắc thì luôn luôn vô thường khổ vô ngã, vì đó phải thực hành thiền phân tích danh sắc ngay trong lúc làm thiền sự, thì hành động đó mới không có vô minh. Lúc nào mình cũng chánh niệm trên danh sắc ấy, thì những cái hành động nó không có vô minh, đi đứng nằm ngồi mình chỉ thấy danh sắc đang đi đứng nằm ngồi, tất cả những cái hành động là danh sắc đang hành động, thì những cái hành động đấy là lúc nào mình tuệ chi danh sắc lúc đấy là có trí tuệ, lúc đấy là không có vô minh. Lúc mà mình quán được danh sắc ấy, thì nó không có vô minh, chỉ có trí tuệ thôi, vì những cái hành động đấy nó không để lại tham ái. Khi mà đã có trí tuệ thì nó không có tham ái, nó khởi lên, nó chỉ có vô tham vô sân vô thức, vô tham vô sân vô si. Mà không có tham ái thì mình không có chấp thủ, không có tham ái thì nó cũng không có sân hận, không có tham ái thì nó không có vui buồn gì hết, lúc nào tâm nó cũng thản nhiên tự tại. Còn đối với một vị A La Hán thể nhập với chánh trí thì bất cứ hành động nào cũng đi kèm với trí tuệ, thấy rõ sự sinh diệt của danh sắc nên không để tạo nghiệp hữu đi tái sinh. Nên như vị A La Hán thì vị thể nhập với trí tuệ, bất cứ một cái hành động gì cũng chỉ là danh sắc đang hành động, nó không bao giờ còn thấy có cái ta, có cái người, không còn thấy có người này người kia, không còn bị chấp thủ nữa, không còn bị tham ái dính mắc vào bất cứ hành động gì của mình, hay là tham ái dính mắc vào bất cứ hành động gì của người khác nữa. Bây giờ mình muốn là đi chơi thể thao mà mình phải thắng, đội nào thắng thì mình cổ vũ, mình đi cổ vũ cho bóng đá chẳng hạn, thì đấy là cái gì? Đấy là hành động nó xuất phát từ cái gì? Xuất phát từ gì? Xuất phát từ trí tuệ hay là xuất phát từ vô minh? Cái vô minh là làm sao? Mình thấy nó có cái ta, thấy có người thua, có người thắng, đấy là vô minh. Hành động bắt đầu đi hò reo, đấy là vô minh duyên hành. Đấy, thì mọi thứ nó là vô minh duyên hành. Thế bây giờ mình thấy ở thế gian nó có nhiều cái vô minh duyên hành không? Hành động xuất phát từ ngu si, hành động xuất phát từ sự ngu si nó nhiều, hay là hành động xuất phát từ trí tuệ nhiều? Hành động xuất phát từ ngu si nhiều, bao nhiêu phần trăm? Bây giờ mình nhìn xem ở thế gian này có bao nhiêu người đi theo trí tuệ còn bao nhiêu người đi theo vô minh. Tất cả mọi cái hành động của mình hầu như nó đi kèm với, nên toàn đi kèm với vô minh mà. Chỉ có khi nào mà cái hành động của mình nó hướng đến cái tuệ chi danh sắc này thì lúc đấy nó mới đi kèm với trí tuệ, còn lại tất cả các hành động khác nó đều đi kèm với vô minh hết. Bảo bây giờ tôi học thật là giỏi, tôi có bằng tiến sĩ, tôi có bằng thạc sĩ, tôi có bằng giáo sư, thì cái lúc đấy nó có hết vô minh được không? Nó không hết vô minh mà nó càng vô minh thêm, càng vô minh thêm. Chấp có cái ta ở trong cái bằng này, nó có cái ta ở trong cái tiến sĩ, nó cho cái ta ở trong cái giáo sư đây, nó có cái tham ái với cái tiến sĩ, nó có cái tham ái với cái bằng cấp, nó có tham ái với này, cái danh vọng ấy. Thì cái tham ái nó càng lớn thì chấp thủ nó càng lớn, chấp thủ càng lớn thì cái tái sinh càng dài, cái tái sinh càng nhiều. Nên bây giờ một cái người có nhiều cái, một cái người mà có nhiều cái để dính mắc thì cái người đấy sẽ càng có cái dòng tái sinh nó sẽ càng dài hơn là cái người có ít cái dính mắc. Những hành động thông thường trong cuộc sống hàng ngày như đi đứng nằm ngồi duỗi co cúi ngước thì nó đi kèm với vô minh hay nó đi kèm với trí tuệ? Hàng ngày mình đi đứng nằm ngồi, cái hành động ấy là thiện hay bất thiện? Khi đi đứng nằm ngồi nó vẫn là thiện hay là bất thiện không? Nó là những hành động rất là tự nhiên, ví dụ mình đang ngồi thế này, thỉnh thoảng mình nghiêng bên phải nghiêng bên trái một tí thì nó có để lại nghiệp thiện nghiệp ác gì không? Không để lại nghiệp thiện, nó không để lại nghiệp ác. Vậy thì nó xếp vào vô minh hay nó xếp vào trí tuệ? Vô minh hay trí tuệ?
Vậy có cái lúc nào mà cái tâm mình nó không khởi lên vô minh mà nó cũng không khởi lên trí tuệ không? Nó có những có cái khi nào mà trời nó không sáng không tối không? Không sáng không tối. Cái tâm của mình nó lúc là nó có trí tuệ thì nó không có vô minh, nó không có vô minh nó có trí tuệ. Để. Vậy thì những cái hành động hàng ngày đấy thì nó kèm với cái gì? Những hành động đó ở với người có vô minh thì nó đi kèm với vô minh. Nếu những hành động đó nó ở cái người có trí tuệ thì nó đi kèm với trí tuệ. Nên cái người mà có trí tuệ thì người ta đi đứng nằm ngồi nó cũng là đi đứng nằm ngồi trong trí tuệ. Ví dụ người đấy người ta đi đứng nằm ngồi danh sắc đi đứng nằm ngồi đấy là vô minh, à đấy là trí tuệ. Còn cái người mà vô minh thì đi đứng nằm ngồi nó có cái ta đang đi này, ta đang đứng này, ta đang nằm này, ta đang ngồi này, nó có cái ta ở trong đấy. Lúc ấy nó vẫn có cái ta mà, nó vẫn có cái tham ái với cái ta này mà, thì lúc đấy nó là vô minh. Nó ở người vô minh thì những hành động ấy nó cũng là vô minh, ở người trí tuệ nó là người trí tuệ. Đa số những hành đó thiện vô ác nên nó thuộc về duy tác. Những cái hành đấy thì nó không thiện không ác cho nên nó không để lại nghiệp. Nó có những cái hành động mà nó không để lại nghiệp, có hành động thì nó để lại nghiệp. Hay là từ nay mình chỉ làm mỗi cái việc mà nó không thiện không ác đấy chỉ làm mỗi cái việc đấy nó có đi đến niết bàn đâu. Người bây giờ mình ngủ nó thì nó có thiện hay có ác không? Mà từ nay mình chỉ ngủ để khỏi thiện khỏi ác, nó có đi đến niết bàn không? Nó chỉ tăng thêm cái si này, nó tăng thêm cái vô minh lên này. Quán vô minh duyên hành là để làm gì? Mà mình giờ đi quán vô minh duyên hành thì quán này để làm gì? Đức Phật quán vô minh duyên hành nhé. Đức Phật dạy mọi người phải quán vô minh duyên hành, các cái hành động duyên với vô minh, các cái hành động để mình biết được những cái hành động của mình nó có đi với vô minh hay không. Quán vô minh duyên hành để mình còn biết ý. Giống như là mình có đi khám bệnh mình mới biết được mình có bệnh hay không ấy. Thì bây giờ mình phải quán xem những cái hành động của mình nó có đi với vô minh hay không. Bây giờ mình thử nhìn ngược lại quá khứ xem nào, từ nhỏ đến giờ mình làm những cái việc mà mình đã từng trải qua nó có đi kèm với vô minh hay không. Nó đi kèm với vô minh hay nó đi kèm với trí tuệ? Thế hiện tại những cái việc mình đang làm hiện tại này nó đi với vô minh hay nó đi với trí? Và những việc mình ở tương lai này nó sẽ đi với vô minh hay nó đi với trí tuệ? Những cái hành động của mình nhé, hành động của mình đi với cái gì? Em từ trước đến giờ mình đi với cái gì? Và bây giờ mình sẽ đồng hành với cái gì? Tương lai mình sẽ đồng hành với cái gì? Có tiếp tục đồng hành với vô minh nữa không? Đồng hành với vô minh là sẽ đồng hành lâu dài. Vô minh là một cái người bạn lâu dài mà. Vô thủy vô chung, mình không thể biết được bao nhiêu đời kiếp này mình đi kèm với nó rồi. Bây giờ mình có giữ được ra không? Khó giữ lắm hả? Người bạn tri kỷ rồi làm sao giữ ra được? Để không tham ái với các hành thì quán vô minh duyên hành ấy, mình biết được những cái hành động này là nó đều xuất phát từ vô minh cả, cho nên là mình đừng có tham ái với nó, đừng dính mắc với nó. Mình làm việc thiện nó cũng xuất phát từ vô minh, cho nên là đừng có chấp trước vào cái việc đấy. Mình làm cái việc tốt việc xấu thì nó đều xuất phát từ vô minh cả, nhưng đừng có tham ái, đừng tham ái với các cái việc mà mình đã làm, tức là những cái tạo tác của mình ấy. Cái việc mình đã tạo tác, một người có tài năng làm được những việc mà nhiều người không làm được, người đó thích thú với tài năng năng lực của mình, đó là có sự tham ái với sự tạo tác. Thế là bây giờ mình mà làm được cái việc gì đó mà mình làm được tốt, mình có thích không? Thích. Nhất là bây giờ mình mà làm mà mình hơn người khác ấy, mình càng thích. Càng thích thì mình càng thích thì tham ái nó càng lớn. Càng thích thì tham ái càng lớn. Và tham ái lớn thì cái gì? Thì chấp thủ nó lớn, mình sẽ chấp trước. Ví dụ bây giờ mình làm ra rất nhiều tài sản của cải, mình có yêu quý cái tài sản của cải đấy không? Có yêu quý. Thì mình chấp thủ nó có lớn không? Chấp thủ lớn thì tái sinh nó ít hay nhiều? Tái sinh sẽ nhiều. Bây giờ mình có rất nhiều bà con quyến thuộc, con cháu đông đúc, người thân rất là nhiều, thì mình có thích không? Thích hay không thích? Sao mấy người này thích tài sản mà không thích người thân? Nói đến tài sản nhiều thì thích, nói đến bà con nhiều thì không thích, sợ chia tài sản à? Sợ tài sản bị chia sẻ năm ba thiệt thòi à?
Chấp thủ lớn thì mình có nhiều người thân đấy, thì mình cũng sẽ chấp thủ đây là người thân của tôi nhiều, mà chấp thủ nhiều thì tái sinh cũng nhiều. Bây giờ mình thấy cái người bây giờ mình muốn biết ai sẽ tái sinh nhiều thì mình quan sát xem người đó có nhiều tham ái không? Phải không, người đó có nhiều chấp thủ không, có nhiều cái để dính mắc không, có nhiều cái để tham ái, có nhiều cái để chấp thủ thì biết là người đó còn tái sinh nhiều. Còn nếu bây giờ một người mà càng không có gì thì sao? Càng không có gì càng không tái sinh. Càng không có gì càng ít tái sinh. Không có gì để dính mắc thì còn tái sinh làm gì? Không có gì để tham ái mà không có gì để dính mắc. Người có trí tuệ quán vô minh sinh thì hành sinh thì không tham ái với các hành, không tham ái thì không chấp thủ. Ví dụ cái người đó mà có trí tuệ, mình biết là tất cả các hành đều là do vô minh sinh ra thì không có chấp thủ, không có chấp thủ thì hết tái sinh thì hết khổ. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ví dụ như là có những cái kiếp quá khứ bị Bồ Tát sinh ra thì cha mẹ khi mà qua đời để lại cho mấy kho vàng, nên là thì bị là lúc ấy còn là thanh niên đi vào nhìn trong các cái kho vàng này là từ đời ông nội, từ cái đời ông cố 7 đời này, để lại này. Cái kho vàng này từ cái đời ông cụ 6 đời 5 đời này, cho rằng là từ đời ông đời cha để lại này. Còn ghi tên tuổi đó mà. Cái vị này những cái vị kia đã tạo tác ra rất nhiều tài sản. Bây giờ tên tuổi họ còn đây nhưng mà họ đã chết cả rồi. Còn thì bây giờ đến cái đời ta sẽ làm gì đây? Ta lại tiếp tục làm cho kho vàng này lớn lên hay sao? Thì lúc đấy Bồ Tát mà và thôi tốt nhất là đến cái đời ta không có chấp thủ vào những cái kho vàng này nữa, cho hết buông xả hết, buông xả hết thì không có tham ái. Thì cái đấy là không có tham ái, không có dính mắc vào, là có cái tâm buông xả. Là người có trí tuệ thì có cái tâm buông xả như vậy. Chứ cái người có trí tuệ thì dù người ta có làm được bao nhiêu thứ nhưng người ta không chấp trước vào những cái việc làm đấy. Có thể người ta làm những việc quan trọng, có thể là làm những việc lớn, có thể là làm những việc có lợi ích, nhưng mà người ta vẫn không chấp, không bị chấp thủ vào những cái việc đấy, không tham ái với những cái việc đấy. Do không tham ái thì không chấp thủ thì không có tái sinh. Ví dụ như những cái vị mà A-la-hán, các vị vẫn có thể làm được rất nhiều việc, nhưng mà các vị không tham ái, không chấp thủ vào bất cứ cái việc gì hết. Bởi vì các vị đấy chỉ thấy được là cái người đang làm việc này cũng là danh sắc, cái việc làm cũng là danh sắc, cái người mà được lợi ích từ cái việc làm đấy cũng là danh sắc. Danh sắc thì luôn vô thường khổ vô ngã, cho nên cái gì vô thường khổ vô ngã thì cái đấy không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, vì đấy không có cái gì là của ta nữa, không có gì là ta nữa, không có gì là tự ngã của ta nữa, thì là vì đấy không còn tham ái, không chấp thủ, thì vì đó không có bị tái sinh, không để lại cái nghiệp lực đi tái sinh. Còn mình còn tham ái, còn chấp thủ vào những cái việc làm của mình thì nó còn để lại cái nghiệp lực mà nó còn đưa mình đi tái sinh. Thế là quán vô minh duyên hành để mà thấy được là tất cả những cái hành động nó như thế. Những cái hành động nào đi với vô minh thì mình biết đấy là nhân của sinh tử, của khổ đau. Những cái hành động nào đi với vô minh là nhân của khổ đau. Những hành động nào đi với trí tuệ thì là hết khổ đau. Đấy là nhân của thoát khổ. Vậy thì bây giờ quán vô minh duyên hành để mình biết là những hành động của mình phải đi kèm với trí tuệ thì nó sẽ đi đến niết bàn. Những hành động đi kèm với trí tuệ là đi đến niết bàn, những hành động đi kèm với vô minh là đi trong sinh tử. Bây giờ mình muốn đi với cái gì? Đi với vô minh hay đi với gì? Đi với ai? Ngày mai đi đâu? Hôm nay ngồi đây nhưng ngày mai đi đâu? Hỏi đi đâu là biết là người đó đi với cái gì. Ngày mai mà ai còn tồn tại ở đây hay là ai đã đi với sinh tử rồi thì sẽ biết. Một người làm được nhiều thiện nghiệp rồi sinh tâm thỏa mãn thích thú với những thiện nghiệp đó là tham ái với các hành thì hành đó sẽ để lại nghiệp lực thôi thúc đi tái sinh. Trái lại một người dù có tạo được nghiệp gì cũng không quán, cũng quan sát nghiệp đó chỉ là vô thường giả tạo thì sẽ không tham ái với cái hành đó.
với hành không tham ái, với hành là không tham ái thì cái nhân của tái sinh sẽ yếu đi và sự chứng ngộ niết bàn sẽ đạt được. Vậy thì một cái người mà mình càng dính mắc làm cái gì mình cũng hay kể công ấy, tôi làm này tôi làm kia nhỉ, cái người đấy là cái người gì, cực kỳ vô minh, cực kỳ tham ái, cực kỳ dính mắc, sinh tử còn rất là dài, làm gì mà chấp vào cái việc đấy là sinh tử còn rất là dài. Nhưng một người làm cái gì cũng bình thường ấy, có ai khen ôi có gì đâu, việc nhỏ mà. Nên một người mà làm được cái gì mà khen và ừ thì tôi mới làm được việc đấy, nó khác nhau. Khác nhau đấy là cái người vô minh thì quan trọng quá cái việc làm của mình. Người hết vô minh thì những cái việc làm nó không quan trọng, không có gì cả, không có gì là quan trọng hết. Khi mà một người mà có cái gì cũng quan trọng như vậy thì cái người đấy có sân có nớn không? Ai đụng vào là sẽ sân đùng đùng lên. Càng tham ái nớn thì sân cũng nớn mà, ai đụng đến nó sẽ sân. Cái người mà tham ái ít thì sân cũng ít. Còn tham ái người ta có đụng chạm mà ui, có gì đâu. Thì đâu có cái thân giả tạm mà, cái tâm giả tạm mà, người nói nó chỉ là giả tạm thôi mà, khen chê yêu ghét nó chỉ là giả tạm thôi mà, quan trọng gì đâu. Thế thôi, có ai khen mình cũng bình thường, chê bình thường, yêu bình thường, ghét bình thường, như nhau hết đi lần sau. Như vậy những hành động nào đi kèm với vô minh thì sẽ để lại nghiệp lực đi luân hồi sinh tử. Những hành động nào đi kèm với trí tuệ thì sẽ trợ duyên cho chữ chứng ngộ niết bàn, giải thoát luân hồi sinh tử. Đây là chỉ có hai cái con đường đấy mà thôi. Mình muốn đi với con đường, muốn đồng hành với ai thì mình đồng hành. Hết cái bài vô minh duyên hành. Bài sau là sẽ hành duyên thức. Bài 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành à? Hành duyên thức để buổi sau ha. Biết muốn biết hành duyên thức làm sao thì đến tư vậy tuần sau.